Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình trải nghiệm đỉnh cao ATP Finals, nơi chúng ta sẽ cùng đồng hành với giải đấu kết thúc mùa dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất năm. Và kính thưa quý vị, vị khách mời sẽ có mặt với Thiên Vũ ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị nữ diễn viên tài năng và xinh xắn Trình Thảo. Sau sự thành công của bộ phim điện ảnh Tháng Năm Rực Rỡ, Trình Thảo tiếp tục gây chú ý đến khán giả với vai diễn nổi loạn trong phim Cây Táo Nở Hoa. Hiện tại, cô nàng 9X còn muốn thử thách, phát triển bản thân ở nhiều vai diễn, thể loại phim mới. Trình Thảo xin chào anh Thiên Vũ, xin chào quý vị khán giả của HTV. Dù là hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nhưng mà bản thân Trình Thảo cũng là một người rất là yêu thích thể thao và hy vọng là sẽ có thể cùng anh Thiên Vũ mang đến thật là nhiều thông tin thú vị dành cho khán giả trong chương trình ngày hôm nay nha. Chắc chắn rồi, và bên cạnh những thông tin về giải đấu diễn ra tại thành phố Turin của đất nước Ý, chương trình cũng sẽ mang đến những phần quà cực kỳ hấp dẫn dành cho quý vị khán giả. Chỉ cần tham gia dự đoán ai sẽ là nhà vô địch đơn nam ATP Finals 2022 trên fanpage HTV Thể Thao, quý vị sẽ có cơ hội nhận được phần quà cực kỳ giá trị từ chương trình. Và ngoài ra, trong mỗi số phát sóng, chương trình cũng sẽ có những câu hỏi dự đoán cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé! ATP Finals có thể được ví von là giải đấu của những nhà vô địch đã Trình Thảo, bởi vì cả 8 tay vợt tham dự giải đều đã từng vô địch ít nhất một giải đấu trong năm 2022. Và chính xác hơn thì tổng số danh hiệu mà 8 tay vợt này có được trong năm 2022 là 26 danh hiệu. Nghe anh Thiên Vũ nói thì Trịnh Thảo cũng có thể hình dung ra được cái mức độ cạnh tranh và quyết liệt ở trong giải đấu lần này. Cũng giống như bên điện ảnh của Trịnh Thảo á, thì thường là sẽ có những cái lễ trao giải vào cuối năm để có thể tìm ra một cái người xuất sắc trong số những người xuất sắc. Thì Trịnh Thảo nghĩ lần này cái tính chất của cái giải đấu nó cũng sẽ tương tự như vậy, đúng không ạ? Ừ, đúng rồi đó Trịnh Thảo. Chính vì vậy mà việc dự đoán nhà vô địch của giải đấu sẽ không hề đơn giản một chút nào. Trong số 8 tay vợt tham dự năm nay thì đã có 3 người từng vô địch giải đấu này rồi. Đó là Novak Djokovic với 5 lần, còn Danny Medvedev và Stefanos Tsitsipas thì mỗi người đã 1 lần vô địch. Và điều trùng hợp thú vị hơn cả chính là kết quả bốc thăm chia bảng đã đưa cả 3 tay vợt này vào chung một bảng đấu cùng với Andrei Rublev. Tự nhiên nghe thấy cảm thấy hơi bị thiệt thòi cho những người khác vào chung bảng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà theo Trịnh Thảo có tìm hiểu thì Rublev cũng là một tay vợt rất là đáng gờm nha. Anh đã từng đánh bại 3 đối thủ trong bảng ở trong quá khứ. Vì vậy Trịnh Thảo nghĩ là cục diện của bảng đấu lần này sẽ rất là khó lường ạ. Đúng rồi đó, thông tin Trịnh Thảo đưa ra là hoàn toàn chính xác. Và không chỉ Rublev thôi đâu, bất cứ tay vợt nào trong bảng đấu này cũng đều đã từng thắng và từng thua cả 3 tay vợt còn lại. Do đó mỗi trận đấu của bảng này đều sẽ cực kỳ là khó đoán luôn đó. Ở lượt trận ra quân thì Medvedev sẽ gặp Rublev, trong khi Novak Djokovic sẽ so tài với Tsitsipas. Trịnh Thảo có biết điểm thú vị của hai cặp đấu này là gì không? Theo Trịnh Thảo nghĩ thì cặp đấu thứ hai là cặp đấu giữa hai tay vợt đã từng đạt giải vô địch giống như là anh Thiên Vũ đã nói. Còn với cặp đấu thứ nhất giữa Medvedev và Rublev thì Trịnh Thảo đoán á, cái điểm đặc biệt đó chính là hai người này là đồng hương của nhau, đúng không ạ? Đúng rồi đó Trịnh Thảo. Medvedev và Rublev là hai tay vợt người Nga góp mặt ở giải đấu năm nay. Hai tay vợt này chỉ hơn kém nhau có 1 tuổi thôi và cũng đã từng 5 lần chạm trán với nhau, với ưu thế nhỉnh hơn dành cho Medvedev với 4 chiến thắng. Và ngoài việc là đối thủ của nhau ở trên sân thì giữa Medvedev và Rublev còn có một tình bạn rất là đặc biệt dành cho nhau. Medvedev và Rublev chỉ chênh nhau 1 tuổi, nhưng khi nhắc đến quần vợt Nga hiện đại, người hâm mộ thường nhớ đến Medvedev nhiều hơn, đặc biệt sau khi anh giành chức vô địch US Open năm 2021. Nhưng trên chặng đường phát triển đến hiện tại, vẫn có dấu ấn của người bạn Andrei Rublev. Là đồng hương lại trạc tuổi nhau, Medvedev và Rublev đã chơi quần vợt với nhau từ năm 8 tuổi, cùng phát triển ở các giải U10 và tham gia giải kết thúc mùa cho đội tuổi thiếu niên Next Gen ATP Finals. Thành công khi trưởng thành của Medvedev và Rublev cũng có dấu ấn của nhau khi mang về chức vô địch cho quần vợt Nga ở ATP Cup Final 2021. Trong những lần gặp nhau trước đây, Medvedev và Rublev luôn có cảm giác thú vị lẫn khó khăn khi đối đầu với người bạn quá hiểu mình từ khi còn nhỏ. Rublev từng chia sẻ, có thể chúng tôi không nói chuyện cả năm, nhưng bất cứ lúc nào, chúng tôi vẫn có thể thoải mái gọi điện, hỏi thăm hay chia sẻ bất cứ chuyện gì. Tôi và anh ấy đều như vậy. Đồng hành với nhau từ những bước đầu tiên trong sự nghiệp, trong lần đầu gặp nhau ở ATP Final sắp tới, tình bạn của Medvedev và Rublev sẽ tiếp tục được viết thêm với nhiều kỷ niệm rực rỡ và đáng nhớ.
Trở lại với cặp đấu giữa Medvedev và Rublev, Trịnh Thảo có dự đoán thế nào về cặp đấu này? Đúng là thành tích đối đầu đang ủng hộ Medvedev khi mà anh thắng đến tận 4 trận khi mà gặp Rublev. Còn Rublev thì thắng có 1 trận thôi, nhưng mà niềm tin của Trịnh Thảo thì đặt vào trong Rublev nhỉnh hơn một chút xíu. Tại vì là cái lần gần nhất mà hai tay vợt gặp nhau thì là Rublev là người chiến thắng. Và biết đâu là sau 4 cái lần thất bại đó thì Rublev có thể tìm ra được một cái điểm sơ hở hay là một cái điều gì đó để có thể đánh bại được bản thân của mình. Cũng có cơ sở đấy, Thiên Vũ cũng đặt khá nhiều niềm tin vào Rublev ở cuộc đối đầu này, bởi anh đang sở hữu một chỉ số thống kê khá là ấn tượng. Đó là trong số 8 tay vợt tham dự giải, Rublev là tay vợt có khả năng trả giao bóng tốt nhất. Thống kê cho thấy Rublev dẫn đầu về số điểm giành được trong các pha trả giao bóng, một với tỷ lệ 51,7%. Người còn lại thì vượt qua mốc 50% là Novak Djokovic với tỷ lệ là 50,6%. Đối với mặt sân cứng trong nhà tại Turin, bên cạnh việc có được cú giao bóng tốt thì việc sở hữu cú trả giao bóng lợi hại cũng sẽ tăng đáng kể khả năng chiến thắng của một tay vợt. Còn ở cặp đấu còn lại giữa Djokovic và Tsitsipas, đây là hai tay vợt cũng đã khá quen mặt với nhau với tổng cộng 11 lần đối đầu trong quá khứ. Và hãy cùng xem cán cân lợi thế đang thuộc về ai. Sau 11 lần gặp nhau, Novak Djokovic đang áp đảo với 9 trận thắng, trong đó có 8 chiến thắng liên tiếp từ năm 2019 đến nay. Djokovic và Tsitsipas khá có duyên ở mùa giải năm nay khi đã gặp nhau 3 lần, trong đó có 2 trận chung kết ở Rome Master và Astana Open. Ở giải Paris Master cách đây 2 tuần, cả hai cũng chạm trán ở bán kết. Có một điểm chung trong các trận thắng của Djokovic, đó là sức mạnh tinh thần của tay vợt người Serbia, ngay cả trong những bối cảnh ngặt nghèo nhất. Ngược lại, đó cũng là điểm yếu của Tsitsipas khi anh thường mất bình tĩnh ở những thời điểm quan trọng. Đã không ít lần tay vợt người Hy Lạp đánh mất lợi thế dẫn điểm hoặc bỏ lỡ cơ hội giành lợi thế trong các trận đấu với Djokovic. Với tay vợt người Serbia, đối tác có thể ảnh hưởng ít nhiều đến thể lực và phong độ của anh ở giải đấu kết thúc mùa. Nhưng với quyết tâm san bằng kỷ lục 6 lần vô địch của Federer, Djokovic đang cho thấy khát khao cực lớn ở ATP Finals năm nay. Trong khi đó, nếu có thể toàn thắng cả 5 trận đấu để bước lên bục cao nhất ở giải đấu, Tsitsipas không chỉ có lần thứ 2 trong lịch sử đăng quang ATP Finals, mà sẽ lấy luôn cả ngôi số 1 thế giới của Carlos Alcaraz. Những cột mốc đầy vinh quang đang chờ cả hai, nhưng trước hết, họ sẽ phải đối đầu nhau ở nấc thang đầu tiên. Đã từng gặp nhau đến 3 lần ở mùa giải năm nay, trong đó có 2 trận chung kết và 1 trận bán kết, nhưng phần thắng đều thuộc về Novak Djokovic. Trịnh Thảo nghĩ rằng liệu có cơ hội nào cho Tsitsipas ở trận đấu này không, Trịnh Thảo? Đúng là sẽ rất là khó cho tay vợt người Hy Lạp, bởi nếu như mà xét về bản lĩnh và độ quái khi thi đấu thì Trịnh Thảo thấy là anh chàng này vẫn kém hơn người đàn anh của mình một bậc. Lợi thế lớn nhất của Tsitsipas có lẽ đó là nằm ở độ tuổi. Giống như anh Thiên Vũ biết là một người 24 tuổi thì mình sẽ có một chút xíu lợi thế hơn về mặt sức khỏe và thể lực so với một người đàn anh 35 tuổi, đúng không ạ? Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Trịnh Thảo, bởi cũng chỉ mới cách đây 2 tuần thôi, Djokovic đã để thua ở chung kết Paris Master trước một đối thủ kém anh đến 16 tuổi, đã là Holger Rune của Đan Mạch. Vì vậy, nếu Tsitsipas có thể kéo Djokovic vào cuộc đua thể lực, đó sẽ là một lợi thế không nhỏ cho tay vợt người Hy Lạp. Và thời gian thi đấu của cuộc đối đầu này cũng sẽ là câu hỏi dự đoán dành cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Theo quý vị, trận đấu vòng bảng giữa Novak Djokovic và Stefanos Tsitsipas sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu? A. Dưới 1 giờ. B. Từ 1 đến 2 giờ. C. Từ 2 đến 3 giờ. Và D. Trên 3 giờ đồng hồ. Quý vị hãy tham gia trả lời ở bài đăng Mini Games ngày 13 tháng 11 trên fanpage HTV Thể Thao để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình, quý vị nhé. Và đến đây thì chương trình trải nghiệm đỉnh cao ATP Finals ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn vị khách mời diễn viên Trịnh Thảo đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.